Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Phát động chiến dịch biển Việt Nam xanh. Kỷ vật Bác Hồ tặng hợp tác xã Đại Phong. Ngành y tế Quảng Bình tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải y tế. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22 tháng 5, Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, sáng nay, ngày 19 tháng 5, Sở Du lịch phối hợp với tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức lễ phát động chiến dịch biển Việt Nam xanh. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và gần 500 học sinh, sinh viên trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên Sở Du lịch phối hợp với tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức chiến dịch biển Việt Nam xanh với chủ đề Du lịch xanh phát triển bền vững. Với lợi thế đường bờ biển dài 116 km với nhiều bãi tắm đẹp cùng di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình hội tụ nhiều yếu tố để trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất Việt Nam. Nhằm mục tiêu xây dựng một môi trường du lịch văn minh, thân thiện, sạch đẹp và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch, nhất là du lịch biển. Chiến dịch biển Việt Nam xanh được diễn ra từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo người dân, học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên đã ra quân làm vệ sinh môi trường dọc các bãi biển và các tuyến đường biển. Thông qua chiến dịch nhằm truyền tải thông điệp của Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22 tháng 5, Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6. Qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân, đặc biệt là du khách trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường du lịch Quảng Bình ngày càng văn minh, thân thiện và sạch đẹp. Hôm qua, ngày 18 tháng 5, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Bình, Quảng Nam năm 2018. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đến dự. Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi với rất nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, như vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với nhiều tiêu chí nổi trội về địa chất, địa mạo. Bên cạnh đó, Quảng Bình có hệ thống đường bờ biển dài và đẹp với nhiều bãi tắm nổi tiếng như Đá Nhảy, Bảo Ninh, Nhật Lệ, Quang Phú, Hải Ninh. Hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Bình - Quảng Nam năm 2018 là dịp để các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành của hai tỉnh gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển du lịch trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Bình - Quảng Nam năm 2018. Đồng chí mong muốn thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, giúp đỡ của các doanh nghiệp và công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm đưa Quảng Bình trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Sáng nay ngày 19 tháng 5, Trường Chính trị Quảng Bình phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cơ bản. Tham gia lớp bồi dưỡng là đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong thời gian từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, các học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề, tổng quan về phương pháp dạy học tích cực, phương pháp phỏng vấn nhanh, hỏi đáp, nêu ý kiến ghi lên bảng, làm việc nhóm, thuyết trình hiệu quả, kỹ năng trực quan hóa trong dạy học, kỹ năng lập kế hoạch bài giảng. Đây là những nội dung có tính ứng dụng cao đối với mỗi học viên khi tham gia công tác giảng dạy, góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học trong quá trình đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Hôm qua, ngày 18 tháng 5, Thành ủy Đồng Hới đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt quyết định số 99 của Ban Bí thư ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái từ diễn biến từ chuyển hóa trong nội bộ. Quyết định số 516 hướng dẫn khung để các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái từ diễn biến từ chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Quy định số 124 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Hôm qua ngày 18 tháng 5, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định thông báo về việc luân chuyển điều động cán bộ.
Theo đó, Huyện ủy Quảng Trạch đã điều động đồng chí Trần Minh Hường, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phương, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, giao quyền Chánh Văn phòng Huyện ủy. Phân công đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phương, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để giữ chức quyền Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phương. Điều động đồng chí Lê Tiến Sĩ, Chánh Văn phòng Huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra huyện. Luân chuyển đồng chí Trần Quang Trung, Chánh Thanh tra huyện và chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Đảng ủy xã và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, giới thiệu để bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phương nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đồng chí được điều động luân chuyển đã ký cam kết thực hiện quy định số 02 của Ban thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về dâng biếu lụa, Bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình. Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018, Đảng ủy phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới đã phát động đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ với nhiều hoạt động thiết thực. Cùng với việc tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Đảng ủy phường Đồng Mỹ đã sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Hai năm qua, Đảng ủy phường đã có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện chỉ thị 05 như phát động cuộc thi viết nhật ký cá nhân về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai mô hình gần dân, sát dân, xây dựng 44 mô hình làm theo Bác trên các lĩnh vực. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy phường Đồng Mỹ luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với thực hiện chủ đề tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, đồng thời tiến hành song song với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Dịp này, Thành ủy Đồng Hới đã trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 16 đảng viên trong Đảng bộ, trong đó có một đảng viên 70 năm tuổi Đảng. Sáng nay ngày 19 tháng 5, tỉnh đoàn Quảng Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Quảng Ninh tổ chức ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng nhằm thể hiện sự chung tay góp sức của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với công tác an sinh xã hội. Ngày hội về các hoạt động như khám, cấp thuốc miễn phí cho 350 người dân và các em học sinh là đồng bào dân tộc Vân Kiều trên địa bàn xã Trường Xuân. Tặng 47 suất quà trị giá 200.000 đồng một suất và 5 máy quạt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cắt tóc miễn phí cho các em học sinh tại bản Hang Chuồn, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Ngày hội góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về chăm sóc bảo vệ sức khỏe, cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cuộc sống cộng đồng trong các tầng lớp thanh niên, tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn viên của Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình hiện còn lưu giữ chiếc máy cày DT54 mà Bác Hồ gửi tặng hợp tác xã Đại Phong vào năm 1961. Kỷ vật thiêng liêng của Bác gợi nhớ về một hợp tác xã đã được Đảng và Nhà nước trao tặng là cờ đầu trong nông nghiệp toàn miền Bắc của những năm đầu trong phong trào hợp tác hóa nhằm cải thiện đời sống của nhân dân,
làm cho người dân có cuộc sống ấm no, vui tươi và hạnh phúc. Cách đây 70 năm về trước, Đại Phong cũng như nhiều làng quê khác, đời sống kinh tế của người dân còn rất khó khăn. Cuối năm 1959, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, người dân Đại Phong quyết định thành lập Hợp tác xã Đại Phong. Cánh đồng Đại Phong lúc đó chỉ làm được một vụ, còn lại phải bỏ hoang vì nhiễm mặn. Hợp tác xã Đại Phong ra đời, người dân Đại Phong quyết tâm khai hoang, mở rộng đất sản xuất, thâm canh tăng vụ. Người dân Đại Phong dốc sức đắp đê ngăn mặn, cải tạo ruộng đồng. Lúc đó là tôi là thiếu niên cho nên là cũng rất là phấn khởi đi học về, là coi như là người ta đi làm là coi như cả ngày cả đêm, nhất là làm có phong trào làm thủy lợi, nhưng đồng ruộng nước ra sống là tạt bằng gầu rồi bằng xe rồi chưa mày bơm lúc này chưa có, nhưng mà phải là họ làm phải tích cực suốt ngày đêm, rồi bên ngày đi làm tối về sinh hoạt và họp hay rồi họ đi, nói chung bà con rất là có khí thế, nhất là rồi là hợp tác xã mới bắt đầu nữa cho nên bà cô phát động cái phong trào thi đua học tập ở Đại Phong, nên các đoàn người ta đến liên tục, người ta đồng viên rồi là cổ vũ cho nên bà con cứ làm ở đồng bằng sông là lên bên tiến để khai hoang trồng mau, nói chung là ngành nghề nói chung là thi đua nhau làm rất là mạnh. Có một con người đã góp công giúp hợp tác xã Đại Phong trở thành lá cờ đầu trong nông nghiệp của miền Bắc mà bao thế hệ người dân Đại Phong luôn coi ông như người ruột thịt. Ông là Đại tướng Nguyễn Kỳ Thanh. Năm 1960, Đại tướng với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nông nghiệp của Trung ương đã về kiểm tra và nghiên cứu tình hình sản xuất của hợp tác xã Đại Phong. Bao thế hệ người dân Đại Phong vẫn lưu truyền kể cho nhau về những câu chuyện người đại tướng sát cánh cùng nông dân sản xuất. Cùng với trồng Bắc Lý, sóng duyên hải, cờ ba nhất, gió Đại Phong đã được đúc kết thành phong trào, mang lại những thành tựu lớn về xây dựng hợp tác xã và phát triển sản xuất nông nghiệp trên toàn hậu phương miền Bắc của chiến trường lớn miền Nam. Với những thành tích mà hợp tác xã Đại Phong đạt được, để động viên khích lệ bà con nông dân ở Đại Phong, Bác Hồ đã hai lần gửi thư khen, và năm 1961, Bác Hồ đã gửi tặng hợp tác xã Đại Phong chiếc máy cày DT-54 do Đoàn Thanh niên Cộng sản Komsomol Lenin gửi tặng Bác. Trong thư khen hợp tác xã Đại Phong, Bác Hồ còn căn dặn cán bộ xã viên chờ từ mãn với thành tích mà phải cố gắng hơn nữa. Vâng lời Bác dạy, trong suốt nửa thế kỷ qua, người dân Đại Phong đã tiếp tục lập nên những kỳ tích mới. Đại Phong bây giờ là một hợp tác xã có gần 600 hộ xã viên, canh tác sản xuất trên diện tích 384 hecta lúa hai vụ. Năng suất lúa bình quân của hợp tác xã đạt 74 tạ trên một hecta. Ngoài làm tốt khâu dịch vụ, làm chỗ dựa vững chắc cho bà con xã viên, hợp tác xã luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Trong đó SRI là phương pháp canh tác lúa sinh thái hiệu quả và tăng năng suất, đặc biệt giảm chi phí đầu vào như giống, phân bón, bảo vệ thực vật và nước tưới được Đại Phong ưu tiên thực hiện. Bên cạnh đó, hàng năm hợp tác xã đầu tư sản xuất hơn 60 hecta lúa giống để tạo bộ giống cấp 1 cung cấp cho toàn bộ diện tích của hợp tác xã, đem lại năng suất cao, chất lượng tốt. Đồng thời còn bán cho công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Bình hàng trăm tấn thóc giống. Muốn tăng được năng suất, giảm chi phí trong sản xuất thì phía hợp tác xã là chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng, ban ngành chức năng của phòng nông nghiệp huyện, mở các lớp tập huấn như là áp dụng các khoa học kỹ thuật vào sản xuất như công nghệ SRI, thì nhằm hạn chế giảm bớt cái chi phí trong sản xuất cũng như cái ngày công lao động của bà con xã viên, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng đồng ruộng, đường giao thông nối đồng, kênh mương dẫn nước, tạo điều kiện cho cơ giới hóa, áp dụng cơ giới hóa vào trong các khâu dịch vụ và khâu của sản xuất nông nghiệp như gặt, từ gặt mà đến thu hoạch và sau thu hoạch. Làm ăn hiệu quả, thu nhập khá ổn định, trên địa bàn lại có hai cơ sở thu mua, xay sạt lúa gạo, đã giúp người dân có nguồn tài chính đóng góp xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Với phương châm nhân dân và nhà nước cùng làm, Đại Phong đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để làm đường giao thông liên thôn, liên xóm, nhà văn hóa thôn cùng nhiều công trình phúc lợi khác. Đại Phong hôm nay có những con đường nhựa trải dài về từng khu dân cư, nông dân gặt và tiểu lộ về bằng xe ô tô tải. Ở Đại Phong, gương mặt người nông dân luôn thảnh thơi, hồ hởi, bởi người dân Đại Phong đã không quên lời Bác Hồ dặn, luôn giữ vững truyền thống của quê hương. Và ở nơi đây, ngọn gió Đại Phong năm xưa chưa bao giờ ngừng thổi. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Lốc xoáy, mưa đá làm lật thuyền du lịch, một du khách tử vong.
ngành y tế Quảng Bình tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải y tế. Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2018, hôm qua, ngày 18 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình đã tổ chức cấp phát gạo cho 417 hộ nghèo thuộc xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa và xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình đã cấp phát trên 8 tấn gạo cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Nam Hóa và xã Lâm Thủy, mỗi hộ được hỗ trợ 20 kg gạo. Tổng kinh phí là gần 120 triệu đồng. Đây là nguồn hỗ trợ được trích từ quỹ nhân đạo tỉnh. Cũng trong ngày hôm qua, 18 tháng 5, Ban biên tập chuyên mục Kết nối yêu thương, Phòng Thời sự truyền hình, Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Danh đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho gia đình ông Hoàng Văn Sáu, bà Nguyễn Thị Huế ở thôn Đông, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch. Đây là nhân vật trong chuyên mục Kết nối yêu thương số 15 được phát sóng trên kênh QBTV vào ngày 4 tháng 5 năm 2018. Hoàn cảnh gia đình ông Hoàng Văn Sáu, bà Nguyễn Thị Huế hết sức éo le khi hơn một năm nay cả hai ông bà đều mắc phải căn bệnh ung thư, lại nuôi thêm đứa con bị nhiễm chất độc da cam. Thấu hiểu và sẻ chia trước những khó khăn mà gia đình đang gặp phải, Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Xanh đã hỗ trợ gia đình ông bà 3 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ thùng hàng gia đình trị giá 1 triệu đồng. Chi đoàn Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình hỗ trợ 1 triệu đồng. Dịp này, Ban biên tập chuyên mục Kết nối yêu thương đã trao cho gia đình số tiền 2 triệu đồng của chị Nguyễn Hằng ở tiểu khu 7, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. 1 triệu đồng của anh Phan Xuân Hải, chủ cơ sở hải sản Minh Xích. 500.000 đồng của chi đoàn Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Bình. 500.000 đồng của chị Lê Ngọc Hiền, bí thư đoàn khối doanh nghiệp. Được biết, sau khi chuyên mục Kết nối yêu thương số 15 được phát sóng, tổng số tiền mà các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho gia đình là trên 77 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5, trên sông Son thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch đã xảy ra trận lốc xoáy và mưa đá làm lật hai thuyền du lịch, một người tử vong. Nạn nhân xấu số trong vụ lật thuyền trên là bà Nguyễn Thị Mão, sinh năm 1951, sống tại Hà Nội. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, lãnh đạo huyện Bố Trạch đã có mặt kịp thời để chỉ đạo lực lượng làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra. Đến thăm nạn nhân và gia đình nạn nhân tại phòng khám đa khoa khu vực Sơn Trạch, ông Phan Văn Gòn, bí thư huyện ủy Bố Trạch đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân. Trước mắt, huyện Bố Trạch hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và chi phí lưu trú của đoàn du lịch. Sở Du lịch hỗ trợ 5 triệu đồng, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 20 triệu đồng. Đồng thời bố trí phương tiện, cử cán bộ đưa nạn nhân qua đời về quê nhà an táng. Được biết, trận lốc xoáy và mưa đá bất ngờ xuất hiện với cường độ rất mạnh, kéo dài trong khoảng 15 phút. Tại thời điểm này, trên sông Son có nhiều thuyền đưa đón khách tham quan hang động Phong Nha và Thiên Sơn. Dù bị bất ngờ trước trận lốc dữ, nhưng tất cả các thuyền đều vào được bờ an toàn. Riêng có hai thuyền chở 21 du khách đã bị lốc xoáy đánh lật ngay giữa dòng. Đây là sự cố hy hữu chưa từng xảy ra trên tuyến du lịch, nhưng nhờ các chủ thuyền và du khách tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy và có sự cứu hộ kịp thời của các thuyền viên và người dân địa phương nên 20 du khách đã may mắn thoát nạn. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và xử lý hai cơ sở vi phạm trong tổng số 22 cơ sở được kiểm tra. Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 22 cơ sở, trong đó có 11 cơ sở sản xuất, 8 cơ sở kinh doanh thực phẩm và 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện có 2 cơ sở vi phạm do không thực hiện đúng các quy định về khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Đoàn đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,8 triệu đồng. Cùng với hoạt động kiểm tra, đoàn đã lấy 6 mẫu thực phẩm gửi Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh để kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu. Kết quả, toàn bộ mẫu đều đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chất thải y tế là loại chất gây nguy hiểm rất lớn đối với môi trường và con người. Nếu không được xử lý tốt thì có thể gây ra sự lây lan các dịch bệnh trong cộng đồng. Nhận thức được vấn đề đó, những năm qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến việc phân loại và xử lý rác thải y tế, đồng thời xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn theo công nghệ lò đốt và công nghệ hấp, góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.
là một trong những đơn vị đi tiên phong trong vấn đề xử lý chất thải y tế. Thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam của Ba Đồng Hới đã tích cực chỉ đạo các cán bộ, nhân viên tiến hành thu gom, phân loại và xử lý rác thải y tế theo đúng quy định, bố trí các thùng rác tại các khoa, phòng, buồng bệnh để phân biệt giữa rác thải sinh hoạt và rác thải y tế. Khi được thu gom đến điểm tập kết chung của bệnh viện, rác thải được phân thành hai loại, gồm rác thải sinh hoạt và rác thải lây nhiễm để có cách xử lý phù hợp. Chất thải được phát sinh từ chỗ bệnh viện có khâu cản trở bệnh và hoạt động bệnh viện được thu gom và xử lý theo một cách quy chuẩn. Do đó thì trong quá trình thực hiện vừa rồi thì bệnh viện cũng được đánh giá cao qua việc kiểm tra thanh tra của Cục Tài nguyên Môi trường. Mỗi tháng, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy xử lý gần 3 tấn rác thải. Nước thải được gom về hồ chứa rộng hơn 2.000 mét khối, nằm trong khuôn viên bệnh viện và được xử lý từ 60 đến 80 mét khối rồi mới thải ra môi trường. Kết quả quan trắc năm 2017 cho thấy các chỉ số của lượng nước thải y tế tại bệnh viện sau khi xử lý đều đạt quy chuẩn. Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của chúng tôi là được giao nhiệm vụ là xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng của đơn vị. Về chất thải rắn thì chúng tôi xử lý chất thải của bệnh viện và của các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn. Và chất thải rắn thì được phân loại tại nguồn tại các khoa phòng, thì các hộ lý hàng ngày là thu gom và vận chuyển về cái khu lưu giữ chất thải y tế. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa, hệ thống xử lý chất thải được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2003. Tuy nhiên, hiện nay, hệ thống này đã xuống cấp nghiêm trọng. Một số chỉ tiêu bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành đã không được quan trắc thẩm định theo đúng định kỳ. Trong năm 2017, thì được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, của Sở Y tế và Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đầu tư xây dựng mới một hệ thống xử lý chất thải bệnh viện, bao gồm hệ thống xử lý chất thải rắn và hệ thống xử lý chất thải lỏng. Thì hiện tại công trình đang trong giai đoạn thi công và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2018. Và chúng tôi tin rằng với hệ thống xử lý mới này thì sẽ đảm bảo các tiêu chuẩn xử lý chất thải của bệnh viện đáp ứng theo đúng cái tiêu chuẩn và đầu ra và theo đúng cái quy định. Nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác xử lý chất thải y tế, năm 2015, Sở Y tế Quảng Bình đã triển khai dự án hỗ trợ xử lý chất thải tại các bệnh viện. Theo đó, dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế bằng công nghệ hấp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy và Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch. Giai đoạn 2 sẽ triển khai đồng bộ cho các bệnh viện còn lại. Hiện tại trên địa bàn của tỉnh thì ngoài xử lý chất thải của các bệnh viện thì hệ thống y tế nói chung thì cũng được sở chỉ đạo trong công tác thu gom xử lý ở những nơi mà chưa có xử lý chất thải ấy, thì phối hợp trên địa bàn chủ yếu là các bệnh viện. Hiện tại thì đã có công nghệ xử lý chất thải thì sẽ tập trung về đấy để xử lý một cách triệt để. Bên cạnh cái xử lý chất thải thì hệ thống xử lý chất thải lỏng cũng đang được đầu tư và nâng cấp để phục vụ cho cái công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở. Tuy vậy thì cái ngành y tế Quảng Bình đang gặp rất nhiều cái khó khăn trong vấn đề xử lý cái chất thải, đặc biệt là hệ thống xử lý chất thải lỏng. Do cái công nghệ là xây dựng đã lâu, hệ thống cái cơ sở thì hiện nay một số đã xuống cấp. Do đó để đòi hỏi mà nâng cao cái chất lượng xử lý chất thải mới thì cần phải có cái nguồn lực để mà đầu tư xây dựng mới. Để xử lý toàn bộ chất thải y tế, góp phần bảo đảm môi trường sinh thái, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, thì các cơ sở y tế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 19 ngày 20 tháng 5 năm 2018, khu vực miền núi mây thay đổi.